Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chúng ta bảo dưỡng, bảo trì cái con máy robot sau một thời gian chúng ta hoạt động. Thì chúng ta sẽ cần phải bảo dưỡng, bảo trì những cái thiết bị gì và để làm sao cho nó sử dụng hiệu quả ổn định trong một thời gian dài để tránh việc gây ra chúng ta bị hỏng hóc trong quá trình chúng ta sử dụng mà chúng ta lại thay thế rất là lãng phí. Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái phần dưới này, đây là cái hộp bụi của nó nhé. Filter is clogged. Remove the dustbin and clean the filter. Và như quý vị và các bạn nhìn thấy rằng hiện giờ trong cả hộp bụi chứa khá là nhiều rác, trong đó thì rất nhiều các lô bụi rác này, giấy này, tóc này và là các bông trong ngôi nhà chúng ta một thời gian dài. Cách chúng ta mở hộp bụi ra như sau: tiên chúng ta cầm như này, giữ nó tách nó ra và chúng ta đổ đi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái màn lọc HEPA này. Cái này thì chúng ta sẽ vệ sinh bằng cách như nào? Quý vị và bạn hãy để ý này. Đó. Chúng ta sẽ mở cái này ra cũng được. Và chúng ta đổ rác đi. Và cái này, cái màng HEPA này, chúng ta nhìn thấy nó rất nhiều các bụi rác ở đây, rất bụi mịn. Thì cách chúng ta vệ sinh, chúng ta sẽ phải dùng cái chổi chúng ta gạt nó đi. Gạt đi làm sao cho nó sạch ở bên trong này. Nếu như chúng ta có một cái máy thổi bụi, chúng ta sẽ thổi bụi hoặc là chúng ta ngâm cái này vào nước và cho nó để khô lại. Thì đó là cái cách chúng ta để vệ sinh như thế này làm sao cho nó sạch. Trong này thì quý vị và các bạn nhìn thấy là cũng khá là nhiều bụi, thì chúng ta sẽ dùng cái chổi để chúng ta quét này. Đó. Chúng ta quét làm sao cho nó sạch sẽ, vệ sinh. Mình dốc hẳn nó ra. Chúng ta cần bổ sung thêm một số cái rẻ lau bên ngoài chúng ta để vệ sinh như này làm sao cho nó sạch nhất. Rồi ok, ví dụ như này ta đảm bảo để cho nó xong nhé. Thì còn ở đây chúng ta sẽ nhìn lật cái máy này lên. Và khi lật cái máy này là quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở chỗ này rất là nhiều cái tóc ở đây. Chúng ta nhìn thấy cái chổi nó rất là nhiều tóc này. Ở trên cái lô cuốn này này nhá, nó chứa rất là nhiều tóc này. Để mình zoom cho quý vị và các bạn nhìn rõ hơn một chút này, cực kỳ nhiều tóc luôn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta sẽ lấy cái lô cuốn này ra và loại bỏ các cái tóc này đi. Bởi vì nếu như chúng ta không vệ sinh cái này thì sau một thời gian sau thì cái tóc nó cuốn ở đây khá là nhiều. Thứ nhất nó sẽ làm việc nó không hiệu quả, hôi lực hút nó sẽ bị giảm đi, và thứ hai nữa đó là cái mặt sàn khi chúng ta làm sạch nó sẽ không được sạch như cái lực hút vốn có của nó. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bóp hai cái lẫy này nhé quý vị nhé. Bóp hai lẫy này, gỡ nó ra này. Ở đây chúng ta sẽ nhấc đầu bên trái trước này, đó. Và quý vị và các bạn hãy để ý rằng là ở trên cái chổi này thì có phần này nó phần lưỡi dao nó nhô lên một chút, thì đây là cái mà sẽ giúp chúng ta sẽ loại bỏ được cái tóc này ra khỏi cái lô cuốn này bằng cách chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta sẽ sử dụng gỡ nó ra. Nếu trong trường hợp mà nó quá chắc chúng ta không gỡ được bằng tay đó. Đây, ví dụ như trong trường hợp này, bắt đầu mình gỡ ra nó rất là khó rồi. Thì cái việc loại bỏ như này thì chúng ta gỡ được bằng tay như này. Còn những cái mà nó cuốn nó quá chặt, quá chắc thì chúng ta sẽ làm như sau. Đưa cái này vào đây. Và cái lưỡi này sẽ cắt. Đó. Là gỡ rất là, gỡ tóc ra rất là nhanh. Rất là dễ. Và chỉ trong thời gian khoảng chưa đến 1 phút thì mình đã hoàn thiện xong cái việc gỡ bỏ tất cả cái tóc
có trên cái lô cuốn này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp lại bằng cái thao tác như sau, mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết, các bạn chú ý nhé. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng ở trên phía trên đầu này, đây đây là một cái đầu hình vuông của cái lô cuốn này, chúng ta sẽ gắn ở phía đằng này nhé. Đó, ra khớp làm sao nó vừa. Còn đầu này chúng ta sẽ đặt vào đây. Ok. Và chúng ta sẽ đặt đúng theo vị trí như này. Đưa vào và sập xuống. Rồi ok. Đó là cách mà chúng ta sẽ loại bỏ đi những cái rác bám trên cái lô cuốn này. Và chúng ta sẽ vệ sinh kèm một cái thảm lau này bằng cách như sau. Chúng ta sẽ gỡ cái này ra. Mỗi khi lau xong một cái sạc nhờ đó thì chúng ta sẽ gỡ ra như này, tháo ra rất là dễ dàng đó. Và cái thảm này chúng ta sẽ đem đi giặt, hoặc nếu trong quá trình mà chúng ta sử dụng lâu rồi chúng ta sẽ cần phải thay thế một cái thảm mới, thì bên mình sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn phụ kiện liên quan đến trong quá trình chúng ta sử dụng cái máy robot hút bụi này. Và sau khi mình đem giặt xong thì bây giờ mình sẽ lắp lại cái vị trí của cái rẻ lau này vào con robot này nhé. Quý vị và bạn hãy để ý này, ở trên này nó sẽ có một cái gờ nhỏ nhỏ này, chúng ta sẽ luồn đúng một cái khe này nhé, cái khe trên cái phần hộp chứa nước của robot này. Đó. Rồi ok. Và giờ sẽ lắp lại. Bây giờ mình đã giới thiệu cho quý vị các bạn cách chúng ta vệ sinh cái lô cuốn này, vệ sinh cái thảm này và cả cái hộp chứa bụi này nữa. Và đây thì vẫn còn một ít tóc chúng ta đang bám ở trên cái chổi quét này, thì chúng ta sẽ vệ sinh như sau và gỡ cái này ra. Rồi ok, thì chúng ta đã loại bỏ được các cái tóc này rồi. Có một cái điều khá quan trọng nữa, đó là các cái cảm biến này, chúng ta nhìn thấy các vị trí cảm biến này, 1 này, 2, 3, 4 này, 4 cái vị trí cảm biến này. Và cái chỗ vị trí đốc sạc này, nếu như ở cái vị trí đốc sạc này chúng ta quét lâu ngày nó sẽ tạo ra, và trên cái chỗ này nó sẽ bám bẩn cũng khá là nhiều, thì cái tiếp xúc với cái đốc sạc nó sẽ bị ảnh hưởng, và đôi khi chúng ta sẽ sạc nó sẽ không được đầy, thì chúng ta sẽ phải vệ sinh cái đốc sạc này bằng cách chúng ta sẽ lấy cái rẻ, hoặc là chúng ta lấy cái giấy cái thấm ướt ướt chúng ta sẽ lau ở trên này để làm sao cho cái quá trình sạc được diễn ra một cách tốt nhất. Đây, chúng ta sẽ lau những cái vị trí của cái này bằng nước trước, và sau chúng ta sẽ lau khô bằng cái phần khô đằng sau này của cái chiếc khăn giấy này. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay qua cái đầu này để làm sao cho các cái cảm biến này được sạch, để máy hoạt động chính xác, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của máy, tuổi thọ của nó sẽ được lâu dài hơn, bền hơn. Bây giờ mình sẽ lật cái máy này lại để lắp cái hộp chứa bụi này vào trong cái con robot hút bụi này nhé. Rồi ok, đây. Phần không thể thiếu đó là cái chổi. Đây là cái phần két chứa nước, quý vị và các bạn hãy lưu ý rằng là chúng ta chỉ hiện giờ thì chúng ta sẽ chỉ cho cái nước sạch vào đây thôi. Sau đây thì bên mình sẽ về cái nước vệ sinh dành riêng cho robot lau nhà. Thì quý vị và các bạn hãy đón xem những video của bên mình để cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái sản phẩm hỗ trợ cho cái con robot lau nhà này nhé. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chúng ta vệ sinh cái con robot S5 S6 Max đến từ Xiaomi. Nếu như quý vị và các bạn còn những bất kỳ câu hỏi nào xoay quanh cái việc sử dụng cái con robot này, cần hỗ trợ thêm, thì vui lòng liên hệ mình thông qua số điện thoại 0355003003 để bên mình có thể tư vấn hỗ trợ cho quý vị và các bạn, hoặc là để lại thông tin dưới video này, bên mình sẽ trả lời cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.